Thưa các bạn, đây là hệ thống tủ sấy xoài, xoài sấy dẻo. Đây là cái hệ thống cấp nguồn cho nó, sử dụng dây nhôm. Cái dây này dây nhôm 35, do nó bị quá tải nên là hôm nay tôi sẽ thay dây đồng cho nó. Đây là phần ở phía trong của tủ. À, nó còn chưa gì mà. Và cái dây của chúng ta bây giờ cần thay là xài dây đồng cáp 35. Để bấm được cái đầu cốt cho nó thì tôi sử dụng cái kìm thủy lực này. Rồi, đây cho các bạn xem. Kìm mới ha. Đây là kìm thủy lực. Đương nhiên đối với dây cáp lớn thì chúng ta không thể sử dụng cái kìm nhỏ được rồi. Thì ở đây nó sẽ có những cái đầu bấm như thế này. Này dùng cho cáp 300 nè. Cáp của chúng ta là cáp 50, cáp 35, do đó sử dụng cái đầu bấm cốt này. Mình sẽ rút cái này ra. Sau đó chèn cái đầu cáp, đầu bấm của cáp 35 vào. Do tôi vừa quay phim vừa thao tác nó hơi chậm. Cái bộ kìm này có giá khoảng hơn 1 triệu. Tùy hãng nha. Rồi, sau đó là chúng ta, đây, khi mà tôi gạt cái cần này thì thủy lực ở dưới nó sẽ đẩy lên. Đầu tiên thì ở đây có cái van này, các bạn phải khóa van vào. Sau đó khi chúng ta đẩy cần thì cái đầu này nó mới được đẩy lên. Nhớ phải khóa van cho nó chặt. Đó, bây giờ các bạn để ý này, khi tôi mở van này, nó sẽ rút lại. Rồi, cáp đồng. Đầu tiên mình sẽ luồn cái đầu bọc này vào. Sau đó, đưa đầu cốt vào. Rồi, chúng ta sẽ đưa vào cái kìm thủy lực. Sau đó khóa lại. Và bóp lại. Bóp đến khi nào mà nó đạt đến ngưỡng nó sẽ tự nhả ra. Cứng rồi đó. Sau đó mở cái chốt này ra. Đẩy lên như vậy là hoàn tất.